Thượng Đế chào vì nó. Xin chào các bác đã quay trở lại với Tay Câu Người Tày. Hết giờ làm việc rồi các bạn. Em muốn rủ các bác ra suối chơi cùng với em đây. Còn giới thiệu với các bác, đây là cái góc đam mê của em. Cái góc nghịch ngợm, buộc mồi các kiểu. Đấy, nhìn nó lung tung leng beng lên các bạn. Sau 3 ngày đi chơi cùng với mấy anh em trong kỳ nghỉ lễ thì hôm qua đến 9 giờ đêm em mới về đến nhà, 9 giờ tối về đến nhà. Bây giờ từ nhà em ra đến suối thì chắc cũng chỉ khoảng mất khoảng 10, 15, 20 phút gì đấy thôi. Em sẽ đưa các bác ra suối chơi cùng với em và đồng thời em cũng sẽ giới thiệu đến các bác về cái bộ môn câu fly này nhiều hơn một chút nữa nhé các bác nhé. Mặc dù ở những cái video lần trước em đã làm và cũng đã nói chia sẻ với các bác một chút ít rồi, thế nhưng mà cũng chưa được đi sâu, đi chưa được chi tiết nhiều. Thì lần này em sẽ giới thiệu với các bác một chút nữa, nó đi sâu hơn một chút nữa. Đây là cái cần fly của em này. Em sẽ lấy cần này đi nha các bác nhé. Và lấy một cái máy này đi. Đấy, ok. Còn bây giờ em sẽ đưa các bác đi ra suối chơi cùng với em nhé. Thời tiết nắng nóng này, buổi chiều làm việc xong chúng ta đi ra ngoài suối nghịch một tí, tắm mát một tí, em nghĩ là thú vị đấy. Thôi bây giờ mời các bác đi chơi với em nhé. Chúng ta đi ra suối nhé. Đã ra tới suối rồi các bạn. Đây, quay cho các bác xem toàn cảnh một góc nhỏ của cái dòng sông Cầu quê em các bác nhé. Chiều xuống rất là đẹp và số lượng người ra suối hoạt động vào lúc buổi chiều này rất là đông. Có người thì đi đưa các cháu đi ra ngoài sông để tắm tập bơi, hoạt động với thiên nhiên. Có người thì là cùng nhau đi bắt ốc, đánh cá hoặc là câu cá. Tất cả các hoạt động dã ngoại bên ngoài rất là nhộn nhịp các bạn. Cái thời gian hè lúc về chiều này thì những cái dòng sông như này này là những cái nơi mà hoạt động rất là nhiều. Hôm nay thì vẫn còn sớm, bây giờ em ra ở đây thì vẫn trời vẫn còn nắng, mặt trời chưa xuống. Thế nhưng mà ở phía ngoài kia các bác phải đi thể dục, đi bộ rất là nhiều. Và đưa những cái cháu nhỏ với lại mọi người đi ra ngoài sông hoạt động dã ngoại rất là nhiều. Cảm giác nó yên bình đó các bạn, dòng sông Cầu quê em ấy. Nó cái mấy cái vị trí này nó chỉ gần gần khu thành phố cách chỉ khoảng 1-2 cây số gì đó thôi. Thậm chí là rất gần. Phía bên trên này thì phải đi vào sâu bên trong một chút. Bây giờ em đưa các bác sang cái phía cái suối bên kia nhá. Ở bên trên này có hai có mấy bố con đang đưa nhau đi tắm sông này các bác này. Chúng ta phải lội lên bên trên này để đi qua ngoài kia. Sang bên kia, lên cái suối bên kia kìa. Thì em nghĩ bên đấy sẽ có cá mương đấy. Và chúng ta câu một tí xong là em sẽ ngồi lại để chia sẻ cho các bác một chút về cái cách câu fly nhé các bác nhé. Em lội qua bên kia, ướt hết quần rồi các bạn này. Nhưng mà mát, qua kia em không quay nữa. Chúng ta đã sang đến cái suối này rồi các bạn. Đây, quay lại bên này cho các bác nhìn thấy. Đấy, dòng suối trước mặt chúng ta đây. Đẹp không? Ủa, nhìn như kiểu là trong tranh vẽ ấy nhờ các bác nhờ. Em hy vọng ở bên này còn cá, chứ mọi lần em sang đây thì cũng ít lắm. Vì cái số lượng... Thôi chết rồi. Vì cái số lượng người đi đánh bắt ở những cái dòng suối này rất là lớn các bạn. Cho nên là cái nguồn cá bây giờ cũng đã giảm đi rất là nhiều và rất là ít. Trời vẫn nắng lắm. Nước ở đây thì cạn quá nhiều rồi. Em thấy một quả vũng ở trong này, xem có cá không nhé các bác nhé. Đây là cái vũng nước này này. Chắc có nào ở đây họ bắt hết. Ôi, buổi chiều được nghỉ ngơi, thư giãn, thư thái, đi ra suối này tuyệt vời các bạn. Ở ngoài kia đông lắm. Em phải chọn cái địa điểm ở trong này nó vắng vắng để chúng ta nói chuyện cho nó dễ dàng hơn các bác nhỉ. Nóng phết các bác ạ. Bây giờ em sẽ bỏ đồ ra nhé các bác nhé. Bỏ cân bỏ đồ ra xong là
câu chơi chơi ở ngoài này xem nó có cá hay không. Mệt phết đấy các bạn. Hôm qua cái kỳ nghỉ lễ 30/4/1/5 ấy, em đi dòng dã từ hôm 30 này, mùng 1 này, mùng 2, mùng 3. 4 ngày liền các bạn, 4 ngày thông liền. Hôm qua lúc di chuyển ở phía bên trên tít cái xã mà giáp với Cao Bằng ấy các bạn, thì trời nắng chang chang, lúc đấy là em thật sự là rất là căng thẳng rồi. Lúc đấy chỉ muốn ngất thôi. Kinh khủng khiếp luôn, và hết sức chịu đựng rồi. Lắp xong cái cần đã, để đây. Và máy, cái này thôi cứ vứt ở đây. Tí chúng ta đi câu về quay lại lấy sau cũng được, chẳng sợ đâu mà. Ở đây chẳng... Ở trên tỉnh em ấy thì mọi thứ an ninh trật tự vẫn còn tốt lắm các bạn. Đây là cái máy. Cái máy này là cái máy Heady các bạn. Máy Heady, máy Fly. Đây này, Made by Heady. Cái máy này cũng khá là cổ rồi. Em lấy và em lắp vào cái cần thăng không này. Máy này cấu tạo rất là đơn giản và nhẹ lắm. Phê không? Và máy quay. Đây là con máy em hay đi câu đây này. Máy này là cái máy quay để em hay đi câu chày này, xong rồi đi di chuyển các kiểu để đeo vào chỗ ngực này để cho các bác xem đấy. Cái máy này thì cái hệ thống chống cái chống rung của nó chưa được tốt lắm. Vì nó là cái máy GoPro Hero 5 các bạn. Hero 5 Black nên là cái hỗ trợ chống rung của nó chưa được tốt như kiểu là Go 7 Black hoặc là Go 8 Black. Em đang ước mơ được sở hữu một Go 8 Black đây, nhưng mà không biết bao giờ mới có đây các bạn. Thật sự rất là gian nan đấy. Đây, tất cả các loại mồi của em đây. Có một vài con streamer. Đây là có một mồi streamer này. Đây là mồi streamer. Và mồi Nim. Đây là con mồi Nim. Đấy, các bác thấy rõ không? Lấy nét kém thật đấy nhỉ. Đấy, đây là con mồi Nim. Và con mồi này là con mồi Dry Fly, tức là mồi khô, khô nổi. Nó giống một cái dạng mồi Cabari. Đấy. Và đây cũng là một dạng mồi Nim này. Hai dạng mồi Nim, mồi ấu trùng. Đây các bạn. Đấy. Hai con mồi này em dùng để câu mương rất là hiệu quả. Con mồi này và hai con mồi này, nói chung hai con mồi này. Thôi bây giờ em buộc mồi nhá, xong là em ra ngoài kia câu. Các bạn, thực ra cái môn câu fly này nó là một bộ môn câu mồi giả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp cận tốt với nó mà hiểu thêm về nó sâu hơn một chút thì chúng ta có thể bắt được rất nhiều các loại cá đấy các bạn. Đối với riêng cái môn câu mồi giả thì có môn lure với lại môn fly, nhưng mà riêng đối với môn fly ấy, thì cái tỷ lệ bắt các nhiều được nhiều loại cá nó sẽ cao hơn cái môn lure. Môn lure thì chủ yếu là những cái loại cá săn mồi thôi. Nhưng mà đối với cái môn câu fly này thì chúng ta có thể câu được rất nhiều loại cá, không chỉ những loại cá săn mồi mà những cái loại cá khác ăn cỏ, ăn cám hoặc là ăn những cái con ấu trùng rất là nhỏ mà chúng không phải là cái loại săn mồi, thì như các loại cá như kiểu cá trầy hay là cá lóc, cá chuối, cá quả gì cả. Ví dụ những cá rô nó rất ít ăn mồi giả và nó cũng rất ít săn mồi, nhưng mà chúng ta có thể câu nó bằng những con bọ. Con bọ như này, hoặc là con cá chấm. Con cá chấm chúng ta cũng có thể câu bằng nó bằng con mồi fly, nhưng mà chúng ta lại mô phỏng nó giống như kiểu một cái hạt ngô, hạt cám hoặc là cái lá cỏ chẳng hạn. Nó màu xanh như thế, chúng ta có thể bắt được cá chấm, cá chép bình thường các bạn. Thì xong, em câu con mồi Nim này. Bây giờ chúng ta ra ngoài kia câu nhá. Các bác nhìn em nhá.
Em đang quay con chó nó cứ lùi 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 vào đây các bạn. Ok, có cá cắn đấy nhưng mà không giật được các bạn. Bà cụ mỏi quá, bà cụ đang ngồi nghỉ bên kia kìa. À, đi lấy củi về hả ba? Vâng, cảm ơn. Bảo sao có một mình sao lại cứ nói chuyện. Cháu đang quay video mà. Đang quay á? Vâng. Đừng quay ba, bà đang ở đây. Bà đang bảo là đừng quay bà vào video các bạn. Nhưng mà hình bảy, nhưng mà hình ảnh của bà rất là đẹp phải không các bác? Em sẽ đưa hình ảnh của bà lên trên cái video để video của em đẹp hơn các bác nhé. Hình ảnh của bà cụ đi lấy củi rất là đẹp. Bà lấy củi ở tận đâu đấy bà? À thế lúc nãy bà qua ruộng này về à? Vâng. Bà lấy được nhiều chưa? Có nhiều ốc hay. Có nhiều ốc hả bà? Có, ốc hay hay. Bên cháu lại không thấy có chứ. Bé bé, có hay, nó cái này còn được hay. À thế à? Còn lấy bé. Ốc về bé bé thôi đây này. Nấu được đấy nhỉ. Nhưng mà ốc miêu vàng ở trên ruộng kia có nhiều lắm. Cái ốc miêu vàng á bà? Ừ, trên ruộng á. Vâng. Có nhiều lắm. Các bác thấy bà khỏe không? Bà vác cả bó củi to nhá, thanh niên chúng ta chưa chắc đã vác được như bà đâu nhá. Đấy, bà rất là còn khỏe. Bà là đang uống thuốc á? Vâng, thôi bà cố gắng giữ gìn sức khỏe bà nhá. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe bà nhá. Em vừa ngồi nói chuyện với bà một tí, bây giờ chúng ta lại bắt đầu câu cá tiếp nhá các bác nhá. Đấy, như lúc nãy các bác xem thì trong đó có ba cái kiểu ném mồi nha các bác nhá. Gọi là phóng mồi hoặc là vờn dây. Nói kiểu thế vẫn đúng, cũng đúng. Nói chính xác là vờn dây. Tại vì cái câu fly này chúng ta dùng cái sức nặng của dây này để chúng ta đưa con mồi đi ra ngoài xa. Bây giờ em sẽ làm lại từng động tác một cho các bác xem nhá. Và em sẽ hướng dẫn, không phải là hướng dẫn mà là chia sẻ cho các bác cái cách làm thế nào để cái dây nó phóng veo 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 veo, veo ra tít ngoài kia kìa. Ok nhá, bây giờ đầu tiên em sẽ đi xa xa ra ngoài kia cho các bác dễ nhìn nhá. Đó là cái động tác hít két, tức là giằng trước giằng sau, giằng trước giằng sau. Đấy, các bác để ý nhá. Đây em sẽ làm cái động tác hít két cho các bác xem. À đâu, over hít két. Over hít. Roll két, tức là cuốn vòng vòng dây. Roll két về có hai động tác nha các bạn nha. Bây giờ em sẽ làm cái động tác roll két cho các bác. Em làm luôn hai cái liền một mạch nhá. Đó là những cái động tác mà em muốn chia sẻ cho các bác về cái tên động tác của cái việc vần dây. Và có một cái điều mà chúng ta cần lưu ý, có lẽ các bác đang mới câu fly, các bác đang mắc phải cái trường hợp này rất là nhiều, tức là khi chúng ta vụt vần dây thì nó tạo ra cái tiếng nổ kêu, thì nó tạo ra cái tiếng nổ kêu rất là to ở phía đằng sau, pop 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 pop. Và các bác đừng cười em nhé, em miêu tả nó đấy. Và nó dẫn tới cái việc là chúng ta bị rối cái dây, rối đầu dây tippet leader ấy. Nó rối ở cái đầu dây leader, nó thắt nút vào. Chúng ta đang bị mắc ở cái lỗi là chúng ta không rút dây. Và rút dây
để tạo cái vòng lúp. Vòng lúp tức là cái vòng mà đây nha các bác xem nhé. Đây, đây là cái đường lúp các bác nhé. Đây là cái đường dây fly này. Thì khi chúng ta ném, các bác cố, các bác thao tác cho cái vòng cuốn dây này này, nó ở trong khoảng 30 cho đến 50cm thôi, thì cái dây nó sẽ không bị cuốn lại. Nếu mà nó nhỏ hơn 30cm thì cái dây nó cuốn sát quá thì nó sẽ bị gập, cuốn những cái dây leader vào này, cuốn cái dây leader vào những cái đầu dây fly này, và sẽ làm rối dây và nó sẽ gây ra cái tiếng nổ. Đấy, về đằng trước các bác nhớ chú ý cái, quan sát những cái đường cuốn dây này, và ra đằng sau cũng vậy, khi nào dây căng thì chúng ta vuốt đằng sau. Và cái nguyên nhân nữa là con mồi nó to và có cái trọng lượng nặng, thì tất nhiên là vẫn có thể phóng mồi ra được thôi. Thế nhưng mà cái thao tác của chúng ta chưa quen cách giật dây, tuốt dây, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là rối ở những cái đầu leader như này. Đấy, khi mà chúng ta cái vòng lúc của chúng ta đưa cho nó quấn cái vòng dây nó đều ra trước này, thì con mồi nó hạ xuống rất là nhẹ nhàng và không tạo cái tiếng động to, không có tiếng kêu to và không bị rối dây các bác nhé. Các bác chú ý quan sát một chút thôi là sẽ thành công. Đấy, cái vòng lúp chính là cái vòng khi mà chúng ta ném dây ra mà nó cuốn như này, nó cuốn dây đằng trước vòng này. Bây giờ em sẽ chỉ cho các bác cách rút dây nhá. Đây, để tháo gỡ được cái vấn đề đấy thì chúng ta ném dây như này các bác nhé. Đây, bỏ luôn cái máy xuống dưới phía gần suối này để các bác nhìn dễ này. Chúng ta làm động tác rút dây nhá. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn các bác rút dây để cho chúng ta tạo được cái vòng lúp, vòng tròn lúp nó đi ở trên không ấy, thì nó sẽ không bị rối dây mà bị cuốn mồi vào nữa. Đó, thì chúng ta trước tiên các bác tập thì các bác để cái độ dài dây khoảng dài gấp đôi cần đi. Cái dây từ đầu cần đến cái đầu dây con mồi là dài gấp đôi cần đi. Đây, chúng ta rút dây khi mà cái dây nó vòng ra sau ấy, thì cảm giác dây nó chạy ở tay các bác này. Và các bác phải nhìn ra sau theo cái hướng dây nhé các bác nhé. Nhìn ra sau theo cái hướng dây. Khi nào mà cái dây nó bắt đầu duỗi gần thẳng ra rồi thì chúng ta bắt đầu giật lại. Và đằng trước cũng vậy. Đằng trước khi nào dây nó ra sắp hết rồi, nó sẽ tạo một cái vòng lúp quấn cái đầu dây bên trên ấy, thì chúng ta lại kéo đưa ra sau. Như này, nó sẽ tạo cho các bác cái cảm giác dây nó sẽ chạy ở tay này. Và các bác sẽ giữ nó lại và rút. Chúng ta nhớ rút dây, các bác cứ học, các bác cứ tập cái động tác này trước này. Dây nó sẽ chạy, nó sẽ thu cái đầu dây lên dần. Nó lực theo cái lực quán tính thôi mà các bác. Ném các bác dùng cái lực cả cái cánh tay nhá các bác nhá. Từ khửu tay cho đến cái trôi cần này. Chứ đừng vải cổ tay này. Vài cổ tay này chúng ta sẽ điều chỉnh nó rất là khó. Các bác cảm nhận làm sao cho cái cần này, cái dây với cái máy, cái dây fly với cái cần fly với cánh tay của bác nó như một, thì chúng ta sẽ thao tác nó rất là dễ. Và các bác không nên dùng lực quá nhiều. Dùng lực nhiều thì chúng ta vừa mất sức lại vừa rất là khó phóng vần dây. Cả động tác roll cap cũng vậy. Động tác roll cap thì chúng ta cũng phải rút dây để tạo một cái vòng lúp ở bên trên ấy, thì cái con mồi và cái dây tippet, dây leader nó sẽ không bị rối và không bị thắt nút vào với nhau các bác nhé. Còn những cái địa hình hẹp thì các bác có thể ứng dụng cái roll cap, cái động thao tác roll cap, tức là cái vòng dây như này này. Đấy, thì chúng ta sẽ câu những cái địa hình vướng víu đằng sau. Nếu mà đằng sau mình có nhiều cây vướng thì chúng ta không thể nào sử dụng cái overhead cap này được. Đấy, thì cái dây nó sẽ móc ở đằng sau. Nhưng mà nếu mà cái địa hình mà nó bị nhiều cây cối đằng sau chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cái
Roll skate. Cái dây nó sẽ nằm ngang đằng trước và nó sẽ không bị phóng, không phải phóng đằng sau, nên là chúng ta sẽ chỉ cần một cái địa hình thoáng trước mặt này thôi. Mà hầu như chúng ta câu ít khi có những cái trường hợp mà địa hình nó vướng víu ở trước mặt lắm. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải cắm đầu cắm cổ vào những cái chỗ như thế câu nếu có cá. Em cũng vậy. Nếu mà cắm đầu vào những cái địa hình câu đấy, chúng ta có rất nhiều cách câu mà chúng ta sẽ phải linh hoạt theo từng cái trường hợp câu các bác nhá. Rồi. Các bác chú ý thêm một chút, một cái điểm nữa nhá các bác nhá. Cái cánh tay của các bác khi mà các bác có cái thao tác vần dây thì các bác nên cầm cái một góc độ, một góc là 45 độ, các bác đưa dây như này. Và đồng thời tay lúc nãy cũng phải kéo dây như này, giang trước, giang sau, giang trước, giang sau. Khi mà chúng ta ném một góc 45 độ thì cái dây nó ra rất là dễ. Các bác nhá. Nên đưa đi. Fly là bay mà, chúng ta nhớ cố gắng để cái dây nó bay ở trên không nhiều một chút thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất là dễ dàng về cái đường dây của cái dây fly này. Khi chúng ta cảm nhận tốt rồi thì chúng ta sẽ đưa cái con mồi đi những cái hướng mà chúng ta mong muốn rất là tốt và dễ dàng hơn. Các bác nhớ nhé. Còn ném thẳng như này không phải là không đúng. Ném thẳng như này không phải không đúng. Tùy trường hợp mà chúng ta sử dụng thôi. Địa hình, địa thế, địa vật các kiểu xung quanh chúng ta có thể sử dụng bất cứ một cái loại hình, cái kiểu ném nào. Nhưng mà đây là những cái cơ bản nhất mà em sẽ chia sẻ với các bác. Các bác chúng ta có thể ứng dụng vào tất cả các địa điểm được. Nếu mà ném thẳng như này, chúng ta dễ dẫn đến cái việc bị nổ dây và bị cuốn dây leader lại, thắt nút. Các bác nhá. Đấy. Bây giờ em ra kia câu một chút nữa đã, xong là chúng ta đi về. Các bác nhờ. Hôm nay thì câu cũng không biết là có cá không, em thấy có cắn đấy nhưng mà không giật được. Đấy, em muốn chia sẻ với các bác một chút cái vấn đề như vậy. Thực ra thì cái mức độ truyền tải và cái mức độ diễn đạt của em nó có phần hạn chế các bạn. Cho nên là cũng chưa cụ thể và chi tiết hơn được. Từ hình ảnh cho đến cái cho tới cái dẫn dắt. Và các bác có cái vấn đề nào cần em chia sẻ cho các bác cứ để lại câu hỏi ở dưới phần comment nha các bác nhé. Em sẽ trong cái phạm vi kiến thức mà em biết, em sẽ trả lời hết với các bác. Em sẽ chia sẻ cho hết cho các bác, chứ em cũng chẳng có cái gì giấu giếm đâu các bác. Tại vì cái này là cái đam mê, chúng ta có thể chia sẻ với nhau hoàn toàn, không có gì cả các bác nhé. Hoặc là những cái vấn đề về cái thông số cần câu, hoặc là máy câu, dây câu. À đấy, nói đến đây em mới nhớ, các bác thật sự phải lưu ý, để mà phóng dây vờn dây một cách chuẩn xác và tốt nhất, hiệu quả nhất trong quá trình câu thì các bác nên chọn cái cần. Đối với các bác mới chơi nên chọn cái cần có thông số từ khoảng 3-4 năm. Và máy cũng đồng bộ với cần, dây cũng phải đồng bộ với cần nhé các bác nhé. Khi đồng bộ với cần chúng ta để này này, nó sẽ không bị rơi, đấy, rất là cân đối. Và chúng ta cầm nó sẽ, khi chúng ta thao tác nó sẽ không bị mỏi tay và không bị khó câu các bạn. Thế nha các bác nhá. Một con rồi này các bác này. Hôm nay em lại không mang giỏ đi chứ. Chủ định là mang ra ngoài này câu một chút để chia sẻ cho các bác một chút kinh nghiệm về câu fly thôi. Thôi em thả nó đi nhá các bác nhá. Đấy, con này nó cá mương. Tiếng Tày, tiếng dân tộc chúng ta gọi là pa lám. À nhầm, pa sám. Đấy, mồi này. Nó cắn nhiều phết đấy nhưng mà toàn trượt thôi các bác. Đây em thả nó đi nhá. Đi. Cầm một tí ngửa hết bụng này. Nếu mà con cá yếu chúng ta cứ giằng co này một lúc, giằng co nó như này một lúc thì nó sẽ khỏe lại. Thôi thả nó đi, tí nó khác bơi ra các bạn, nó không chết được đâu. Một tí nữa nước sóng sánh là nó khỏe lại ngay đây mà.
này bé hơn con vừa nãy. Thả tiếp nhá. Thả nó đi rồi. Vừa mất con to dã man, nó kéo vụt 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 xuống mà không mất. Em câu lại nó mới được. Các bác ra gần gần đây nhìn nhé. Khiếp thật đấy, nó kéo vụt 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 xuống. Lại mất rồi. Em tầm này cá nó muộn muộn rồi, cá nó không cắn nhiều nữa. Em câu được hai con thôi, hai con. Thôi ngày mai chúng ta ra đây câu tiếp nha các bạn nhé. Nếu mà chúng ta rảnh thì em lại ra đây câu tiếp. Khu này có nhiều cá đấy. Còn bây giờ thì chúng ta nói là tạm biệt nhau nha các bạn nhé. Em hy vọng cái video này sẽ một phần nào giúp được các bác mới chơi cái môn câu fly về cái cách kỹ thuật vờn dây, phóng mồi và những cái lựa chọn cần câu sao cho nó phù hợp nha các bác nhé. Nếu mà các bác có gì thắc mắc thì các bác đừng ngại, cứ để lại cái comment ở bên dưới cho em, để lại cái câu hỏi ở phần bên dưới comment cho em. Em sẽ nhiệt tình chia sẻ cho các bác trong cái phạm vi kiến thức của em biết các bác nhé. Còn bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ra về thôi.